Năm nay tôi 61 tuổi. Tôi trước đây tôi làm ở Gaza Bát. Nay tôi đã nghỉ hưu. Cái thời gian mà tôi vẫn đang công tác thì tôi bị viêm loét dạ dày. Thế tôi qua đi bệnh viện khám soi lại. Soi thì người ta nói là tôi bị loét hàng vị từ năm 92. Thế do cái đặc thù công tác của tôi là tôi bị hay làm đêm, làm hôm, làm ca, làm kíp. Thì ăn uống, cái chế độ ăn uống nó không được tốt. Cho nên là nó hay bị đau đi đau lại. Mặc dù tôi đã uống thuốc kháng sinh rồi các thứ thuốc khác nhưng mà nó vẫn còn viêm loét. Khi tôi về tôi nghỉ hưu thì nó vẫn bị như thế, và tôi cũng đã uống lại những cái thuốc kháng sinh thì đến nay là cái viêm loét là nó đã hết. Thế nhưng mà một thời gian sau thì cái loét cái viêm ấy thì nó vẫn còn. Thế con gái tôi nó có xem ở trên mạng thì nó có mua về hai cái hộp thuốc là bình vị Lan Phương. Thế tôi cũng uống cái này, tôi thấy nó đỡ, nó không đẩy hơi mà nó đỡ nóng nó trào lên cổ. Thế tôi thấy uống nó đỡ đỡ thì tôi uống hết hai hộp đỡ, thì tôi lại bảo con gái tôi mua tiếp cho tôi ba hộp nữa. Thế tôi uống thì tôi thấy là cái triệu chứng về, về đẩy hơi lên rồi là nó nóng ruột là không còn nữa, mà ăn uống thì nó cũng đảm bảo hơn, là nó không bị ọ lên nữa. Thì đến bây giờ là tôi thấy là nó đã ổn định, và bây giờ là tôi vẫn thường xuyên là tôi mua, vì cái này là nó là thảo dược cho nên là uống nó cũng không gây cái tác dụng phụ, cho nên là tôi cảm thấy là yên tâm.